Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 19. Giô-sa-phát vua Giu-đa trở về bình an nơi cung mình tại Jerusalem. Jehu, con trai của Hanani, đấng tiên kiến, đi ra đón vua Giô-sa-phát mà nói rằng: Vua há giúp đỡ kẻ hung ác và thương mến kẻ ghen ghét Đức Giê-hô-va sao? Bởi cớ đó có cơn giận của Đức Giê-hô-va đến trên vua. Nhưng trong vua có điều lành, vì vua có trừ diệt khỏi xứ những thần Asera và rắp lòng tìm cầu Đức Chúa Trời. Giô-sa-phát ở tại Jerusalem. Đoạn, người lại đi ra tuần soát dân sự từ Be-e-sê-ba cho đến núi Ê-phra-im, dẫn dắt chúng trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Người lập quan xét trong khắp nước, tại các thành bền vững của Giu-đa, thành nào cũng có. Rồi người bảo các quan xét rằng: Hãy cẩn thận việc các người làm, vì chẳng phải vì loài người mà các ngươi xét đoán đâu, bèn là vì Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ ở cùng các ngươi trong việc xét đoán. Vậy bây giờ, phải kính sợ Đức Giê-hô-va, khá cẩn thận mà làm, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta chẳng trái phép công bình, chẳng thiên vị người, chẳng nhận của hối lộ. Lại Giô-sa-phát cũng chọn mấy người Lê-vi, thầy tế lễ và trưởng tộc của Israel, đặt họ tại Jerusalem, đặng vì Đức Giê-hô-va mà đoán xét và phân xử việc kiện cáo. Chúng đều trở về Jerusalem. Người dạy biểu chúng rằng: Các ngươi phải kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy lòng trọn lành trung tín mà làm như vậy. Hễ có anh em các ngươi ở trong các thành họ, đem đến trước mặt các ngươi việc tranh tụng nào, hoặc vì sự đổ huyết, hoặc vì phạm luật lệ và điều răn giới mạng và pháp độ, thì các ngươi phải dạy bảo họ, chớ phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, e có cơn giận nghịch cùng các ngươi và anh em các ngươi. Các ngươi làm như vậy, ắt không gây cho mình mắc tội. Này, thầy tế lễ cả Amaria sẽ quản lý những việc thuộc về Đức Giê-hô-va, và Sebadia, con trai Ít-ma-ên, trưởng tộc chi phái Giu-đa, sẽ quản lý những việc thuộc về vua. Trước mặt các ngươi cũng có những người Lê-vi làm quan cai. Các ngươi khá làm việc cách can đảm, vì Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng người thiện. Chương 20. Sau các việc này, xảy có dân Mô-áp, dân Am-môn và những người Mao-nít ở cùng họ kéo đến đặng đánh giặc với Giô-sa-phát. Bây giờ có người đến thuật cho Giô-sa-phát mà rằng: Có một đám quân rất đông từ bên bờ kia của biển, từ nước Syria mà đến hãm đánh vua. Kìa, chúng đang ở tại Hát Sát Son Tha-ma, cũng gọi là En-Gedi. Giô-sa-phát sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn một ngày. Giu-đa nhóm lại đặng cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Người ta ở các thành Giu-đa đều đến đặng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Giô-sa-phát đứng trong hội chúng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem tại trong đền của Đức Giê-hô-va trước hành lang mới mà cầu nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? Há chẳng phải đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở nơi tay Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai chống trả Chúa cho nổi. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài há chẳng phải đã đuổi dân ở xứ này khỏi trước mặt dân Israel của Ngài, mà ban xứ ấy cho dòng dõi Abraham là bạn hữu Chúa, làm sản nghiệp đời đời sao? Chúng đã ở đó và đã cất cho danh Chúa một đền thánh mà rằng: Nếu tai họa giáng trên chúng tôi, hoặc gươm giáo, hoặc sự đoán phạt, hoặc dịch hạch hay là cơn đói kém, thì chúng tôi sẽ đứng trước đền này và trước mặt Chúa, vì danh Chúa ở trong đền này, mà kêu cầu Chúa trong sự gian nan chúng tôi, thì Chúa sẽ dũ nghe và giải cứu cho.
trong lúc dân Israel từ xứ Ai Cập lên, Chúa có cấm họ loáng đến xứ dân Ammon, dân Moab và người ở núi Seir. Dân Israel xây khỏi chúng nó, không diệt chúng nó đi. Kìa, chúng nó báo lại chúng tôi dường nào, đến toan đuổi chúng tôi khỏi sản nghiệp Chúa đã ban cho chúng tôi nhận lấy. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ôi, chớ thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao? Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đang đến hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm. Nhưng con mắt chúng tôi ngửa trông Chúa. Cả Giuđa đều đứng tại trước mặt Đức Giê-hô-va với các đứa nhỏ, vợ và con cái mình. Bây giờ, tại giữa hội chúng, thần Đức Giê-hô-va cảm động Yahasien, con trai Sa-cha-ri, cháu Benaya, chắc Giê-hi-en, chít Ma-tha-nia là người Lê-vi thuộc về dòng A-sáp mà phán rằng: Hỡi các người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem cùng vua Giô-sa-phát hãy nghe. Đức Giê-hô-va phán cho các ngươi như vậy: Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này, vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. Ngày mai hãy đi xuống đón chúng nó. Kìa, chúng nó đi lên dốc Xít. Các ngươi sẽ gặp chúng nó nơi đầu trũng, trước mặt đồng vắng Giê-ru-en. Trong trận này các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến. Hãy dàn ra đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, chớ sợ, chớ kinh hãi. Ngày mai hãy đi ra đón chúng nó, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Giô-sa-phát bèn cúi sấp mặt xuống đất, và cả Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem đều sấp mình xuống trước mặt Đức Giê-hô-va mà thờ lại Ngài. Người Lê-vi về dòng Kê-hát và về dòng Cô-rê đều đứng dậy cất tiếng lớn mà khen ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Buổi sớm mai, chúng đều trỗi dậy thật sớm, kéo ra đồng vắng Thê-cô-a. Đang lúc chúng đi, Giô-sa-phát đứng tại đó mà nói rằng: Hỡi người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem hãy nghe ta. Khá tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì các ngươi sẽ vững chắc. Hãy tin các đấng tiên tri Ngài, thì các ngươi sẽ được may mắn. Khi người đã bàn nghị với dân sự, bèn lập những người ca sướng cho Đức Giê-hô-va, mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh ngợi khen Chúa rằng: Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời. Đang lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen, thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào dân Ammon, dân Moab và những kẻ ở núi Seir đã đến hãm đánh Giu-đa, và các dân ấy đều bị bại. Dân Ammon và dân Moab dấy lên đánh dân ở núi Seir, đặng diệt chúng nó đi. Khi đã diệt dân ở Seir rồi, thì chúng lại trở giết lẫn nhau. Khi dân Giu-đa đến tháp canh nơi đồng vắng, nhìn đến đám quân đông đảo, thì thấy những thây nằm sải trên đất, chẳng có một ai thoát khỏi được. Giô-sa-phát và dân sự người đến cướp lấy tài vật của chúng, thấy có nhiều của cải, xác chết và đồ quý báu, bèn cướp lấy cho đến chừng đem đi không đặng. Họ cướp lấy tài vật trong 3 ngày vì là rất nhiều. Qua ngày thứ 4, họ nhóm hiệp tại trũng Beraka, vì nơi đó họ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Bởi cớ ấy, người ta đặt tên chỗ đó là trũng Beraka cho đến ngày nay. Hết thảy người Giu-đa và người Giê-ru-sa-lem cùng Giô-sa-phát đi đầu trước, trở về Giê-ru-sa-lem cách vui vẻ, vì Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng vui mừng vì cớ quân thù nghịch mình bị đánh bại. Chúng gãy đờn cầm, đờn sắt và thổi sáo mà trở về Giê-ru-sa-lem đến đền của Đức Giê-hô-va. Khi các nước thiên hạ nghe Đức Giê-hô-va đã đánh bại quân thù nghịch của Israel, thì lấy làm kinh hãi Đức Chúa Trời. Vậy nước của Giô-sa-phát được hòa bình, vì Đức Chúa Trời người ban cho người sự an nghỉ 4 bên. Vậy Giô-sa-phát làm vua nước Giu-đa. Khi lên ngôi thì tuổi được 35, và người cai trị 25 năm tại Giê-ru-sa-lem. Tên mẹ người là A-su-ba, con gái của Si-li. Người đi theo con đường của A-sa, cha người, không lìa bỏ, làm điều ngay thẳng trước mặt Đức Giê-hô-va.
song người không trừ bỏ các nơi cao, và dân sự chưa dốc lòng tìm cầu Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Các công việc khác của Giô-sa-phát từ đầu đến cuối đều chép trong truyện Giê-hu, con trai Hanani, và truyện ấy đã đem vào sách các vua Israel. Sau việc đó, Giô-sa-phát, vua Giu-đa, kết giao với A-cha-sia, vua Israel. Người này ăn ở rất gian ác. Hai vua hội hiệp nhau đặng đóng tàu vượt đi Ta-rê-si. Họ đóng tàu tại Esion-gê-be. Khi ấy, Eliê-xê, con trai Đô-đa-va ở Ma-rê-sa, nói tiên tri về vua Giô-sa-phát mà rằng: bởi vì vua kết giao với A-cha-sia, nên Đức Giê-hô-va đã hủy phá công việc vua. Những tàu bèn bị bể nát, không vượt đi Ta-rê-si được. Chương 21. Giô-sa-phát an giấc cùng tổ phụ mình, được chôn trong thành David với tổ phụ người. Giô-ram, con trai người, cai trị thế cho người. Người có các em ruột, tức là những con trai Giô-sa-phát: A-sa-ria, Giê-hi-ên, Sa-cha-ri, A-sa-ri-u, Mi-ca-ên và Sê-pha-ti-a. Các người này đều là con trai của Giô-sa-phát, vua Israel. Vua cha có ban cho chúng nhiều của cải bằng bạc và vàng, những bửu vật với các thành vững bền trong xứ Giu-đa. Nhưng người ban ngôi nước cho Giô-ram, bởi vì người là con trưởng. Khi Giô-ram lên ngôi nước cha mình, làm cho mình mạnh mẽ, bèn lấy gươm giết các em mình và mấy người quan trưởng của Israel. Giô-ram được 32 tuổi khi lên ngôi làm vua, và người cai trị 8 năm tại Jerusalem. Người đi trong con đường của các vua Israel, theo điều nhà Ahab đã làm, vì người có cưới con gái Ahab làm vợ. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng vì Đức Giê-hô-va đã lập giao ước với David, bởi Ngài đã hứa rằng sẽ ban một ngọn đèn cho người và cho con cháu người đến đời đời, nên Ngài không muốn diệt nhà David. Trong đời Giô-ram, Ê-đôm phản nghịch cùng Giu-đa và lập một vua cho mình. Giô-ram với các quan tướng và các xe của mình ban đêm trỗi dậy, kéo ra đánh Ê-đôm đã vây phủ mình và các quan cai xe. Song Ê-đôm giấy nghịch, không phục dưới tay Giu-đa cho đến ngày nay. Cũng trong một lúc ấy, Líp-na phản nghịch, không phục dưới tay Giô-ram nữa, bởi vì người đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ người. Người cũng lập những nơi cao trong các núi Giu-đa, xui cho dân cư thành Giê-ru-sa-lem thông dâm và khiến cho dân Giu-đa lầm lạc. Đấng tiên tri Ê-li gửi thơ cho Giô-ram mà nói rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của David tổ phụ ông đã phán như vậy: bởi vì ngươi không đi theo đường lối của Giô-sa-phát cha ngươi, lại cũng chẳng đi theo con đường của A-sa vua Giu-đa, nhưng đã đi theo đường lối của các vua Israel, xui cho người Giu-đa và dân cư thành Giê-ru-sa-lem thông dâm y như nhà A-háp đã làm vậy, và cũng đã giết các em ngươi về nhà cha của ngươi là những người tốt hơn ngươi. Này, Đức Giê-hô-va sẽ giáng họa lớn trên dân sự ngươi, trên con cái ngươi, trên các vợ ngươi, cùng trên các tài vật của ngươi. Còn chính mình ngươi sẽ bị bệnh trong gan ruột càng ngày càng nặng, cho đến đổi gan ruột tan rớt ra. Vả lại, Đức Giê-hô-va khêu lòng dân Philistin và dân Ả Rập ở gần bên dân Ethiopia nghịch với Giô-ram. Chúng kéo lên hãm đánh Giu-đa, lấn vào trong cả xứ, đoạt lấy các tài vật thấy trong cung điện vua, và bắt các vương tử cùng hậu phi của người đi làm phu tù. Đến nỗi trừ ra Giô-a-cha, con trai út người, thì chẳng còn sót lại cho người một con trai nào hết. Sau các việc ấy, Đức Giê-hô-va hành hại người, khiến cho bị bệnh bất trị trong ruột. Ngày qua tháng luộn, sải cuối năm thứ nhì, thì ruột gan Giô-ram vì bệnh tan rớt ra, và người chết cách đau đớn dữ tợn. Dân sự không xông thuốc thơm cho người như đã xông cho tổ phụ người. Khi người lên ngôi thì tuổi được 32, và người cai trị 8 năm tại Jerusalem. Người qua đời chẳng ai tiếc người. Người ta chôn người trong thành David, song chẳng phải tại mộ các vua. Chương 10. Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây,
đi ngang qua biển, chịu Môi-se làm phép báp têm trong đám mây và dưới biển, ăn một thứ ăn thiêng liêng và uống một thứ uống thiêng liêng, vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Đấng Christ. Song phần nhiều trong vòng họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng vắng. Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu như chính tổ phụ chúng ta đã buông mình. Cũng đừng thờ hình tượng nữa, như mấy người trong họ, theo lời chép rằng, dân sự ngồi mà ăn uống, rồi đứng dậy mà chơi giỡn. Chúng ta chớ dâm dục như mấy người trong họ đã dâm dục, mà trong một ngày có 23,000 người bị bỏ mạng. Cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị loài rắn hủy diệt. Lại cũng chớ lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. Những sự ấy có nghĩa hình bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Vậy thì ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Hỡi kẻ yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lại hình tượng. Tôi nói với anh em cũng như nói với kẻ thông minh, chính anh em hãy suy xét điều tôi nói. Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là thông với huyết của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ, há chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao? Vì chỉ có một cái bánh, chúng ta giàu nhiều cũng chỉ một thân thể, bởi chân chúng ta đều có phần chung trong một cái bánh. Hãy xem dân Israel theo phần xác, những kẻ ăn thịt con sinh tế, há không thông đồng với bàn thờ sao? Nói vậy có ý chi? Của cúng thần tượng có giá trị gì và thần tượng có ra gì chăng? Chắc là không. Nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ, chứ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy tôi không muốn anh em thông đồng với các quỷ. Anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỷ, chẳng có thể dự tiệc của Chúa lại dự tiệc của các quỷ. Hay là chúng ta muốn trêu lòng Chúa ghen sao? Chúng ta há mạnh hơn Ngài sao? Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự đều có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều làm gương tốt. Chớ ai tìm lợi riêng cho mình, nhưng ai nấy hãy tìm cho kẻ khác. Phàm vật gì bán ở hàng thịt, hãy ăn, đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi về việc đó, bởi chưng đất và mọi vật chứa trong đất đều thuộc về Chúa. Nếu có người chẳng tin mời anh em, và anh em muốn đi, thì không cứ họ dọn ra đồ gì, hãy ăn đi hết thảy, đừng vì cớ lương tâm mà hỏi chi hết. Xong, nếu có ai nói với anh em rằng, cái này đã dâng làm của cúng, thì chớ ăn, vì cớ người đã bảo trước mình, lại vì cớ lương tâm. Tôi chẳng nói về lương tâm anh em, nhưng về lương tâm người đó. Vả, vì cớ nào sự tự do tôi phải bị lương tâm kẻ khác đoán xét? Nếu tôi tạ ơn rồi ăn, cớ nào vì một bữa ăn đã cảm ơn mà lại bị chê bai? Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gơ-rét hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu. Thư Corinto thứ nhất, chương 11. Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Tôi khen anh em vì hay nhớ đến tôi trong mọi dịp và lấy lòng trung tín mà giữ những điều tôi đã dạy dỗ anh em. Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Đấng Christ là đầu mọi người, người đàn ông là đầu người đàn bà, và Đức Chúa Trời là đầu của Đấng Christ. Phàm người đàn ông cầu nguyện hoặc giảng đạo mà trùm đầu lại thì làm nhục đầu mình. Nhưng phàm người đàn bà cầu nguyện hoặc giảng đạo mà không trùm đầu lại thì làm nhục đầu mình. Thật chẳng khác gì đã cạo đầu vậy.
ví bằng người đàn bà không trùm đầu thì cũng nên hớt tóc đi. Xong, nếu người đàn bà lấy sự hớt tóc hoặc cạo đầu làm xấu hổ thì hãy trùm đầu lại. Và đàn ông là hình ảnh và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời thì không nên trùm đầu. Nhưng đàn bà là sự vinh hiển của đàn ông. Bởi chưng không phải đàn ông ra từ đàn bà, bèn là đàn bà ra từ đàn ông. Không phải đàn ông vì cớ đàn bà mà được dựng nên, bèn là đàn bà vì cớ đàn ông vậy. Bởi đó, vì cớ các thiên sứ, đàn bà phải có dấu hiệu trên đầu chỉ về quyền phép mình nương cậy. Song trong Chúa thì chẳng phải đàn bà ngoại đàn ông, cũng chẳng phải đàn ông ngoại đàn bà. Vì như đàn bà đã ra từ đàn ông thì đàn ông cũng sanh bởi đàn bà, và cả thảy đều ra bởi Đức Chúa Trời. Chính anh em hãy đoán xét điều này. Đàn bà cầu nguyện Đức Chúa Trời mà không trùm đầu là hiệp lẽ chăng? Chính lẽ tự nhiên há chẳng dạy cho anh em biết đàn ông để tóc dài thì lấy làm hổ thẹn sao? Nhưng nếu đàn bà để tóc dài thì là lịch sự cho mình, vì đã ban tóc dài cho người, dường như khăn trùm vậy. Bằng có ai muốn cãi lẽ thì chúng tôi không có thói quen ấy, mà các hội thánh Đức Chúa Trời cũng không có nữa. Trong khi tôi truyền lời cáo dụ này, chẳng phải khen anh em, vì sự nhóm lại của anh em không làm cho mình hay hơn, mà làm cho mình dở hơn. Trước hết, tôi nghe rằng khi anh em có sự nhóm họp hội thánh thì sinh ra sự phân rẽ. Tôi cũng hơi tin điều đó, vì chắc trong vòng anh em phải có bè đảng, hầu cho được nhận biết trong anh em những kẻ nào thật là trung thành. Vậy, khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy chẳng còn phải là tiệc thánh của Chúa mà anh em ăn. Bởi vì lúc ngồi ăn, ai cũng nôn nã mà ăn bữa riêng mình, đến nỗi người nọ chịu đói, còn kẻ kia thì quá độ. Anh em há chẳng có nhà để ăn uống sao? Hay là anh em khinh bỉ hội thánh của Đức Chúa Trời, muốn làm cho những kẻ không có gì phải hổ thẹn? Tôi nên nói chi với anh em? Có nên khen anh em không? Trong việc này, tôi chẳng khen đâu. Và tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là sự giao ước mới trong huyết ta, hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Bởi đó, ai ăn bánh hoặc uống chén của Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. Vậy, mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm và có lắm kẻ ngủ. Nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình thì khỏi bị xét đoán. Song khi chúng ta bị Chúa xét đoán thì bị Ngài sửa phạt, hầu cho khỏi bị án làm một với người thế gian. Hỏi anh em, vậy thì lúc anh em hội lại để ăn chung với nhau, hãy chờ đợi nhau. Ví bằng có ai đói, hãy ăn tại nhà mình, hầu cho anh em không nhóm lại để mà chuốc lấy sự đoán xét. Còn các việc khác, lúc tôi đến sẽ đoán định. Chương 12. Hỏi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về các sự ban cho thiêng liêng. Anh em biết khi mình còn là người ngoại đạo, bị khuyên dỗ hướng về các thần tượng câm, tùy ý người ta dẫn dụ mình. Bởi đó, tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm thánh linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giêsu đáng nguyền rủa. Nếu không cảm Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa. Và có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau,
nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy. Vì chưng chúng ta hoặc người Juda, hoặc người Greek, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng, vì ta chẳng phải là tay, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng, vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi thì cái thân ở đâu? Vậy có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối, lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trau dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại, trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Vả, anh em là thân của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần ấy. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao? Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn. Thi Thiên 142. Tôi cất tiếng kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va, tôi cất tiếng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ở trước mặt Ngài tôi tuôn đổ sự than thở tôi, bày tỏ sự gian nan tôi. Khi tâm hồn nao sờn trong mình tôi, thì Chúa đã biết nẻo đàng tôi. Trên con đường tôi đi, chúng nó gài kín một cái bẫy. Xin Chúa nhìn phía hữu tôi, coi chẳng có ai nhận biết tôi. Tôi cũng không có nơi nào để nương náu mình, chẳng người nào hỏi thăm linh hồn tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu cầu cùng Ngài mà rằng, Ngài là nơi nương náu của tôi, phần tôi trong đất kẻ sống. Xin Chúa lắng nghe tiếng tôi, vì tôi bị khốn khổ vô cùng. Xin hãy cứu tôi khỏi kẻ bắt bớ tôi, vì chúng nó mạnh hơn tôi. Xin hãy rút linh hồn tôi khỏi ngục khám, để tôi cảm tạ danh Chúa. Những người công bình sẽ vây quanh tôi, bởi vì Chúa làm ơn cho tôi.
Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.